Hello anh em nhá, sáng nay Khánh Thúc quay cho anh em xem hai em Bạch Công Tử. Là quay cho anh em xem hai em Bạch Công Tử này. Lông bên trái vừa tắm xong anh em nhé. Con đấy thì lông gần xong rồi. Chim đều không tật lỗi gì anh em nhé. Bạch như lại không tật lỗi gì cả. Bạch này bạch đấu á, giọng hay luôn. Clip mới nhất này. Kia là ai xài bạch bè hồng đẹp không, phơi lòi clip này quay trực tiếp của Khánh Phúc anh em nhé, không nói không phải clip cũ. Quá đặc công em lồng mun ở giữa vừa thay lồng xong, thay lồng gần xong vừa tắm xong đấy. Bác chủ bác nuôi rất là đơn giản đấy, bác cầu ghế đi qua nhưng vẫn chơi bình thường. Quay cho anh em xem nha, quá phê luôn. Ở đây là siêu phẩm. Những con chim này trước bác chủ bác mua rất là cao. Bây giờ nếu mà anh em mà thích chơi trải nghiệm bạch mà bạch đấu ấy thì inbox hoặc alo cho em. Tôi nói lại alo cho em đi, inbox thì chim này khó mua lắm. Alo cho em đi. Giá thanh lý rất là nhiều, rất là rẻ. Thanh lý so với giá mua rất là rẻ. Các bác mạnh dạn cứ alo cho em nhá. Đây em là người giữa kết nối nên các bác cứ đến đây em đưa tận nơi, đưa đến nhà bác chủ bắt, hoặc là các bác tin tưởng thì em có thể ship cho các bác. Giá ngon bổ rẻ, muốn biết giá ngon bổ rẻ các bác cứ alo cho em. Các bác thấy hợp lý thì các bác vào việc. Yeah.